giờ? Hy sinh cho tất cả các bạn. Để sao nữa? Đang quay trở lại với channel Alpha Crew. Hôm nay mình sẽ làm một cái video đặc biệt dành riêng cho ngày Valentine, có tên là Boyfriend Girlfriend Tag. Vậy là ai hỏi trước? Anh hỏi trước. Hỏi gì giờ? Để cho anh cho một cái list. Anh chọn bất kỳ con nào anh thích. Which food I like or don't? Là đồ ăn mà anh thích nhất, là anh ghét nhất là cái gì? Anh thích tất cả các món về thịt bò, đặc biệt là steak. Miếng bò sợ cải chua, với lại những cái món chua với cay. Anh không thích ăn tôm. Đúng rồi, không thích ăn tôm. Ủa, trả lời đúng thì được gì, trả lời không đúng thì còn được bị gì? Thì mình trả lời coi mình có hiểu không? Ờ. Dạ một. Dạ. Không đẹp. Sao vậy, em hỏi anh hả? Ừ. Ok. Này chắc thua đậm mà. Này chắc thua đậm giờ ơi. Who's my best friend? Best friend của em hả? Uh-huh. Là Tú. Ở hiện giờ đang ở Canada. Uh-huh. Tú May sao? Đúng rồi. Ok. Nhảy nói rồi. Giỏi. Anh mang dài số mấy? Shoe size. À, số 9. Giỏi vậy, sao biết vậy? Hồi đó anh có nói về một lần em nhớ. Giỏi vậy ta? When and where did we meet? Lần đầu tiên mà anh nhìn thấy em á, uh-huh, là ở trên nhà của cô Nhung. Ok. Đúng rồi. Yeah. Rồi, vậy được rồi. And where? Where của nhà cô Nhung, when? Ở trên, là ngày 17 tháng 9 năm 2016. Ok. Lúc đó là 11 giờ rưỡi đêm. Không, phải không? Phải 11 giờ rưỡi không? Nếu như mà tính qua ngày kia luôn là 1 giờ mấy á. Uh-huh. Là 1 giờ mấy là mình tính thành ngày 18. Thì mình cứ tính 1 giờ rưỡi. What am I good at? Là anh giỏi nhất về gì? Anh giỏi nhiều thứ lắm. Cái gì anh cũng giỏi hết trơn á. Trời, xạo xạo không à? Mà giỏi nhất là chụp hình. Có ai công nhận không? Bị ném đá quá trời đúng không? Em công nhận là từ lời trong lòng em là anh là chụp hình số 1. Trời, đảo. Drink I like. Em thích uống cái gì hả? Uh-huh. Cái này nè. Em thích nhất là cái này nè. Đúng rồi, em có đổ tiếp á. Bubble tea, từ nào cũng mua, chạy ra lấy cái ly á, thả làm đổ luôn. Cái này mình combine được không? Được. Do I play sport? Which sport do I like nè? Là anh có chơi thể thao không? Mà nếu chơi là anh chơi môn gì? Anh á hả? Không biết trả lời. Anh có chơi thể thao, gym có được tính là thể thao không? Nói sao ta? Nói có nhiều loại lắm. Thì anh hay đi gym, là ngày nào cũng đi gym hết trơn. Ít nhất là cũng phải một tiếng ở trong gym. Thì 45 phút thôi. Một tiếng anh còn thay đồ đúng không chơi? Tính luôn hả? Uh-huh. Ok. Gym á, em phải nói là bodybuilding hay là powerlifting? Cử tạ hay là chơi thể hình? Cả hai. Ok, where and when was our first kiss? Oh, anh không có nhớ ngày. Ok, bỏ qua. Cái đó, no. Dạ không, nhưng mà anh chỉ nhớ là ngày thứ tư sau khi mà gặp nhau một tuần rồi. Rồi lúc mà anh chở anh đi học về đó. Uh-huh. Cái hả? Cái ra ta lúc đó anh bị dỗ quá. Đúng không? Vậy đó là ngày đầu tiên, lần đầu tiên cũng đây thôi.
Thử gì? Để anh hỏi hả? Đồ cưới đó. Hỏi cho anh biết gì? Đây, ngồi đây. Xích vô đó. Ok, cái này hả? What is the first thing I do in the morning? Hỏi hai đứa luôn. Buổi sáng thức dậy thì làm gì đầu tiên? Anh làm gì đầu tiên? Check phone. Em nói rồi. Mở mắt đi. Tào lao. Xong rồi. Hai đứa đều tào lao thôi. Mặc áo vô. Anh đã làm nhất. Anh mặc anh ngủ vậy nên mở mặc áo vô. Nhiều lúc anh nhắm mắt anh mặc áo luôn mà anh không mở mắt đâu. Đúng không? Đợi rồi nè. Anh sợ nhất là gì? Anh sợ ma. Nói như người ta nghe nhụt. Sự thật. Hết rồi, 5 cái. Cái nào cũng trả lời được hết. Em hỏi ai? Mấy cái này dễ ẹt à. Có gì đâu khó khăn. Complete this sentence. My girlfriend is blah 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 blah. My girlfriend is Ngân. Nói gì nó? Ngân xinh đẹp dễ thương. Phải không? Phải không? Ngân xinh đẹp dễ thương. Ok. Vậy wow. Thôi. Ok các bạn, tụi mình làm cái video này để chỉ để là cho các bạn coi giải trí thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi cái channel của tụi mình từ trước tới giờ. Và cảm ơn cái sự giúp đỡ của các bạn nha. Những bạn nào đã subscribe để lại những cái positive comment là mình rất là cảm ơn. Còn bạn nào mà hay thường lên mà dislike channel của mình á, chỉ có một hai bạn mà mình nghĩ chỉ là một hai người thôi thì hay lên dislike lắm và cũng để lại những cái negative comment nữa, thì mình cũng cảm ơn các bạn là cho mình biết những cái gì mà mình làm đã không có đúng, không có phải, thì nếu mà trong tương lai mình có thể sửa đổi được thì mình sẽ sửa. Cũng mong là các bạn cũng xem những cái video mà mình làm cùng với mình, chia sẻ những cái kiến thức về nhiếp ảnh hoặc là về cái cuộc sống bình thường của tụi mình thôi. Ok, chúc các bạn trong ngày lễ tình yêu á thì được ở bên cạnh người mình yêu. Còn nếu bạn nào mà chưa có tình yêu thì cố gắng tìm được nha. Còn nếu không tìm được thì mình cũng chia buồn với các bạn, tại vì mình cũng lâu lắm rồi mình không có tìm được. Tới giờ thì mình mới tìm được. Phải không? Không có được không? Ok các bạn, em có muốn nói gì với các bạn không? Tạm biệt các bạn. Vậy thôi hả? Ok, bye bye các bạn. Bye bye.